Chào các bạn nhé, mình là A Sáng, kênh của mình là A Sáng. Hôm nay mùng 1 tháng 9 rảnh, mình tìm cái địa điểm nào đi ăn cho nó vui. Và hôm trước thì mình có đăng cái video là đặc sản thịt chó Việt Trì, hôm ấy là ăn ở chỗ thị xã Phú Thọ. Thì có cái bạn là bạn Huân, đây, Huân Phú Thọ. Thì có giới thiệu cho mình là thịt chó Quang Hòa, Quang Huệ gần Vincom, hay thịt chó chờ ngoài đường Tất Thành, đường Vân Phú, một số quán thịt chó ngon ở trên Việt Trì. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên lóc cóc lên Việt Trì xem quán nào ngon để quay cho các bạn nhé. Bây giờ mình đi nhá. Đang ở Hồ Tùng Mậu đây các bạn ạ, bắt đầu đi nhá. Hôm nay trời hơi nắng đó. Mình đi xe máy lên đến chỗ Vincom Việt Trì ấy, theo bản đồ đường ngắn nhất giờ tầm 65 cây. Rồi, lên đường nhá.
Đây rồi các bạn ơi, mình đang ở Vincom Việt Trì, đằng xa xa kia là khách sạn Mường Thanh nhá. Để dừng lại đây xem cái quán thịt chó mà bạn kia giới thiệu là ở đâu nhỉ. Đây mình đang đứng trước cửa chợ trung tâm Việt Trì nhá. Đó, kiếm chỗ nào dâm dâm đứng đã. Đây rồi. Ok, ngắm cảnh vòng quanh một vòng nào. Gì nhờ, đâu xem nào. Đâu rồi, để mình mở video ra xem lại địa chỉ nhá. Đi chó đâu rồi, được xem. Ok, đây rồi. Bạn nào nhờ, bạn Huân Phú Thọ. Đây rồi. Ok, thịt chó Quang Hòa, Quang Huệ gần Vincom. Vincom đây rồi, Quang Hòa, Quang Huệ đâu nhỉ? Quang Hòa, Quang Huệ. Bây giờ mình lượn một vòng để tìm quán thịt chó Quang Hòa, Quang Huệ nhá. Không biết được đằng nào đây. Hay là thôi vòng vào đây hỏi đi, đi cho nó nhanh. Ồ rồi, chợ thành bên xa xa kia là chợ thành phố Việt Trì, rất đẹp luôn. Ồ đó, bạn vòng xem nào, qua đèn đỏ đi, sang bên kia đi, bên kia hỏi. 1, 0 đèn xanh. Ok, đây rồi các bạn ạ. Từ lúc nãy mình đứng ở bên kia đường đấy, hóa ra là thịt chó Quang Hòa, nhà hàng đấy ở đằng sau Vincom. Đây là Vincom ngay đằng sau luôn. Đây, đặc sản thịt chó Quang Hòa đây. Bây giờ mình cùng vào nhà hàng nha. Đây, cầm máy. Rồi, tiến vào luôn. Xem trên bản đồ thì nó lại ở xa, nhưng chắc là hai cửa hàng, hoặc là có thể là họ chuyển về đây. Đây lại thành ra rất gần luôn, ngay đằng sau Vincom. Nhà hàng rất là thoáng, có chỗ để xe, hầm để xe luôn. Đó, rộng luôn. Đây, ô tô thì đỗ ngoài kia. Đây, các bạn xem nhà hàng nha, khá là thoáng mát, đẹp. Đó, ui dồi. Từ trên nhìn xuống này, rất đẹp. Đấy, khi nãy vào đi lên đến đây, quay vào trong nhà hàng. Wow, trả hàng luôn cho bạn Huân Phú Thọ nha. Đây là thịt chó Quang Hòa. Đó, đây là rau mơ, rau thơm, xả rất ngon. Mời cả nhà ăn dưa chuột nhé. Riềng ớt này, nhìn lên đã khoái rồi. Đó này, bát à, bát này vừa được trần nước nóng, rất bỏng, bỏng đây, bỏng lượt ra luôn. Rồi, bỏng tốt. À, rất là vệ sinh. Khăn ướt này, Coca này. Mở Coca đi mèo ơi, khát quá, mình đi hơi nắng. Đi từ 9 giờ ở nhà xuất phát, bây giờ là 11:31, 11:32. Đến đây được khoảng 5-10 phút rồi.
hai người thì mình gọi một đĩa tổng hợp nhỉ, một cái đùi hấp, một bát canh măng à canh canh xương, một đĩa bún coca. Ok mời nha, cọc cái nào, nóng quá khát nha, mời mang nha, uống trước tí nữa thịt chó ra sau. À hảo hạ. Oh, wow, đã ra rồi nhá. Bát canh nhưng mà cho xin thêm bát nước chấm cho nó ấy nhỉ, những người bát đi. Bánh thịt chó đây là đĩa tổng hợp gồm hấp này, rồi này, gan này, nướng này. Nhìn ngon nướng. Cái mèo ấy đi, con mèo quay, mèo bắt chanh mà. Bắt chanh vào đây. Rồi, 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 rồi. Anh ơi cho em xin thêm bát một tô. Một đồ. Cho ớt, cho miếng riềng vào cho nó thơm. Đợi văn một tôm nữa. Rồi, cho một hai lát riềng vào. À bây giờ đánh sục sôi lên đã, không cho riềng xong. Cũng được. Đánh cho nó sầu lên. Riềng cho ăn tôm á? Cho nó thơm. Em xin. Bắt nó trồng ít chanh. Rồi. Cho lát riềng và cho thơm, còn đâu là riềng để ăn sống. Rồi, sầu lên là đã được. Món tôm này ngon, công nhận nhà hàng ra lựa chọn món tôm cũng chuẩn đấy. Đây này, xin mời em mèo đấy. Rồi chấm một miếng thả đi, thêm cay vào nhở, nó ăn cho nó đã. Riềng cũng thơm nhá, riềng này là riềng tươi Thái Lan gọi già đấy. Đó, người đã thơm rồi. Bỏ công đi chứ nha, để miếng nha. Rồi làm một miếng hấp thôi nè. Ui ôi chấm ngụt mất rồi. Phải nói nhá, mỗi lần đi ăn ở Hà Nội cái quán mà ở phố Dương Quê ấy. Mang tiếng, nói thật, vào cái quán ở phố Dương Quê có gần đảo thương mại không, ăn chán chết ra. Đây nó phải như này, nhớ nói là chó thật cấp đấy. Đúng rồi, kia ngon thua. Ăn một miếng mà đá rồi. Thử thêm một miếng rồi nữa đi. Thêm nướng đi. Rồi. Thêm nướng chấm một ít. Rồi. Rồi ạ. Chấm nhiều cái nét được. Mm.
miếng nướng này thơm của riềng, thơm ăn phê. Và bây giờ ăn về là mơ, một miếng là mơ. Một miếng hấp này rồi đó. Rồi thịt chó đây, miếng thịt chó này nó không bị khô nhá, hấp mà rất ngọt. Thêm một điểm củ xả này, phê, nó phê luôn, rất là good. Ăn này là thưởng thức, không phải giống như quán ăn, ăn để cho no, ăn để sống không. Đã vãi. Một miếng rồi chó về lá mơ này. Đấy, các cụ nói cấm có sai. Sống trên đời không biết miếng rồi chó chết xuống âm phủ biết có hay không. Nếu rồi chó mà không ăn thì nó là phí cả đời. Cấm vào mắm tôm. Đúng là rồi chó, nhưng mà rồi chó này nó thơm ngon đấy, đậm đà vị của đỗ. Tiếp theo một miếng gan. Gan ngon, gan ngon mà mềm thơm. Quảng cáo miễn phí cho quán này luôn, tại vì nó ngon thật. À, mày thử cái đùi đi. Đấy. Đấy, to tướng luôn. Nhưng phải nói là hấp vẫn là tuyệt vời đúng không? Hấp ngon nhất. Hấp ngon. Rất ngọt luôn. Ngon nhất. Ngọt. Cực ngọt. Mới có canh ra các bạn ạ. Wow. Chuối vẫn để bổ đôi, bổ tư nhỉ. Bổ tư quả ra cộng với cả xương hầm kỹ này. Đây là chuối này. Wow, trông ngon đấy. Nhưng mà mình muốn nói là như này. Các bạn ăn thịt chó ấy, đừng có để phí cái riềng này. Cái riềng này mới là cái tuyệt vời. Riềng già mà tươi. Đấy, chấm một món tôm cắn này. Ăn cùng với cả là thịt chó. Nó cay nồng lên ạ. Mà thơm. Riềng cũng thơm không? Cũng là riềng thôi. Cũng là thịt chó thôi, nhưng mà người ta chọn được cái con chó ngon để biết cách làm. Thì cả riềng này đó, riềng xay. Ví dụ mua cái riềng xay ngoài chợ ấy, ăn không có cái vị gì. Mà riềng này cực kỳ cay luôn. Nó xả không thế. Ăn thịt chó mà xả, xả riềng chấm này ăn kèm. Thơm, tuyệt vời.
Bây giờ mình làm đuổi nhé, xin phép dồn tay luôn. Mắm tôm này là mỗi người một bát riêng nha. Nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn. Đây cái đùi là mình yêu cầu là trẻ đôi ra, có hai người. Ai mà ăn một mình để nguyên gặp đã đời. Cái đùi này là 40 hay 50 nghìn, đúng không? Hôm nay xem bảng giá. Còn những cái đĩa tổng hợp các thứ này thì thường thường thịt chó Quang Hòa này thì như cái mình vừa up cái ảnh ấy, nó là tầm 130 một đĩa. Nên mình ăn luôn này nhá. Ngon quá, ngạc. Đã cực kỳ luôn. Đây các bạn xem rồi. Ôi giời ơi. Bỏ công đi ám, bỏ công đi 6-70 cây lắm. Tuyệt vời. Các bạn có ở đây Việt Trì thì ra đây ăn, mà các bạn ở xa mà đi qua Việt Trì thì qua nhà hàng này nhá. Đấy, rồi tiếp tục chén. Bây giờ mình thử canh măng, canh chuối, canh xương, canh xương chuối. Đây cái miếng chuối nó to như này, đây mình vừa cắn rồi. Đấy, miếng chuối to, một quả chuối chắc là bộ lầm tư, lột vỏ ngoài đi. Mình ăn nhá. Miếng chuối hầm rồi rất mềm. Ngon. Phần xương đây. Ở trong canh thì chủ yếu là xương sườn. Có một số đoạn thì có sụn này, cần ăn luôn được này. Một số đoạn cái xương nhỏ nhỏ này thì mình tút đi. Cái đoạn dưới này sụn ăn được luôn. Ngon đấy. Ngon. Đấy, canh nhưng mà chấm thêm một ít mắm tôm à. Không quên là cái xả này chấm ăn kèm, mọi người cảm giềng ăn kèm cho nó thơm. Hai người thì ăn như thế này là vừa khoảng 250, chưa đến nhờ 130, cả nước phải gần 300, nhưng mà chất lượng, số lượng không nhiều nhưng chất lượng tốt. Hôm nay vì đi hai người cho nên mà không thử được hết các món. Đây chỉ có canh xương này, gan nướng này, nướng này, lòng này, hấp này, thịt chó thì có rượu mận ngon nữa. Rượu mận ngon nhưng mà hôm nay không thử được hết. Hai người ăn bao nhiêu nó đã úy lên rồi à.
một cái đùi hấp chia đôi nữa. Cùng cái đùi hấp chia đôi và ăn cũng nhiều. Đây này, vẫn còn đây luôn. Hẹn lần sau là sẽ em ăn dừa mận. Rất ngon. Hai người thì nếu mà các bạn đi hai người thì gọi một cái đùi, một đĩa tổng hợp và một bát canh là ăn no nê, phê mê mệt rồi. Đã không cần gọi nhiều hơn, nếu mà nhiều người hơn thì gọi nhiều hơn là hợp lý. Hai người mình nghĩ là như này, điều tại vì mình ăn thịt đã ăn no rồi cho nên là rượu bún vẫn còn nguyên kia, thì vẫn tiếp tục chiến đấu. Hai người như này là đủ, đã đời rồi, đủ để bỏ công đi rồi. Nhưng mà theo mình mà để đẳng cấp hơn nữa thì mình thích làm cái canh này nấu với măng hơn hơn là chuối. Tại vì xương hầm lâu nhá, là nếu mà chuối thì nó sẽ mềm quá, nhưng mà măng thì tuyệt vời, ngọt. Đấy, đây là một cái nếu mà muốn đẳng cấp hơn nữa là nên thay bằng măng. Nó say đã đời. Rồi, video kết thúc ở đây. Xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Đi về thôi. Tạm biệt nhà hàng thịt chó Quang Hòa nhá. Lên đường về.